Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, vào chiều ngày 5 tháng 1, ông Trần Hồng Hà đã được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ sau 26 năm công tác trong ngành môi trường, trải qua nhiều vị trí công tác với hơn một năm nhiệm kỳ Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường. Sau khi được bổ nhiệm lên vị trí Phó Thủ tướng, ngay lập tức ông Trần Hồng Hà đã có những phát biểu bất ngờ khiến người dân Việt Nam không khỏi ngỡ ngàng. Vậy tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có những phát biểu gì và con đường sự nghiệp của tân Phó Thủ tướng có gì đặc biệt? Quý vị hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé! Quý vị thân mến, chiều ngày 5 tháng 1, ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Hồng Hà đã chia sẻ với báo giới về cảm xúc của cá nhân và những việc sẽ làm đầu tiên thời gian tới. Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, ông rất xúc động và biết ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ, giới thiệu ông giữ chức vụ này. Đặc biệt hôm nay, lá phiếu của các đại biểu Quốc hội đã thể hiện sự tin tưởng, tình cảm, trách nhiệm và điều đó là động lực rất lớn để tôi cố gắng trên mọi cương vị, hoàn thành trách nhiệm, trọng trách của mình. Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói với báo giới chiều 5 tháng 1. Ông Trần Hồng Hà khẳng định, ông không có gì ngạc nhiên, không có gì mới khi thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, bởi đã cùng với các thành viên chính phủ dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng xây dựng chương trình và tiên lượng các khó khăn thách thức, đồng thời đã chuẩn bị các nhiệm vụ giải pháp để có thể vượt qua. Quan trọng nhất lúc này với cương vị cao hơn, tôi cùng với các đồng chí sẽ giúp cho Thủ tướng Chính phủ cùng với các thành viên chính phủ để làm sao thực hiện đạt được các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, ông Hà nói. Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh, dù ở cương vị nào thì vấn đề tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu vẫn là nhiệm vụ mà ông tâm huyết và trách nhiệm đến cuối đời, suốt đời. Tôi sẽ tiếp tục dành sự quan tâm này để lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương làm sao đưa ra bộ luật đất đai mang tính chất phát huy được nguồn lực, tạo ra động lực, giải phóng tất cả khó khăn vướng mắc liên quan đến đưa đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế, đưa đất đai trở thành định hướng cho không gian phát triển bền vững. Ông Trần Hồng Hà nói về việc chỉ đạo xây dựng dự thảo luật đất đai sửa đổi đang thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước. Được biết, ông Trần Hồng Hà sinh năm 1963, năm nay 60 tuổi, quê tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, trình độ tiến sĩ tổ chức khai thác khoáng sản. Ông Hà có 4 năm, từ năm 1992 đến 1996, làm cộng tác viên khoa học tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Khoa học Kỹ thuật Điện tử Thông tin Anti-Moscow Nga. Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí cán bộ hợp đồng, sau đó là chuyên viên tại Cục Môi trường, sau trở thành Cục Bảo vệ Môi trường, rồi Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, sau đổi thành Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong khoảng 12 năm công tác tại đây, ông trải qua nhiều vị trí, từ Phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng chính sách pháp chế, Phó Cục trưởng, quyền Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Môi trường. Sau khi Cục Bảo vệ Môi trường trở thành Tổng cục Bảo vệ Môi trường, ông Hà là Phó Tổng cục trưởng phụ trách. Từ tháng 7 năm 2008, ông là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Tháng 1 năm 2009, khi đang là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Tới tháng 7 năm 2010, ông trở lại làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Từ tháng 1 năm 2011, ông Hà được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Đến tháng 1 năm 2016, sau khi được bầu vào Trung ương Đảng khóa 12, ông Hà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường. Tại Đại hội 13, tháng 1 năm 2021, ông Hà tiếp tục được bầu vào Trung ương Đảng khóa 12, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 cho tới nay. Đầu năm 2016, khi mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Hà là người đã phụ trách việc xử lý đối với sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung tại công ty Formosa Hà Tĩnh. Tại nhiệm kỳ Quốc hội 14, ông Hà với vai trò Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường là người phụ trách sửa đổi luật bảo vệ môi trường với nhiều chính sách mới. Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên Môi trường hồi đầu tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ngành tài nguyên môi trường trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước tham gia thỏa thuận lịch sử Paris về biến đổi khí hậu và cam kết đặt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26. Theo Thủ tướng, điều này mang lại lợi ích kép cho Việt Nam trong tiếp cận tri thức, công nghệ, tài chính
để tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn cũng như chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại buổi lễ này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Tại kỳ họp bất thường lần thứ hai này, Thủ tướng vẫn chưa trình Quốc hội nhân sự Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường mới. Do đó, nhiều khả năng ông Hà vẫn sẽ kiêm nhiệm phụ trách Bộ Tài nguyên Môi trường cho tới khi Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới. Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật đất đai sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua trong năm 2023, đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, xã hội. Mới đây, ông Trần Hồng Hà cũng nói về đề xuất bỏ tên vợ hoặc chồng trên sổ đỏ. Các thành viên tự thỏa thuận, cơ quan nhà nước có trách nhiệm đăng ký ghi nhận và bảo hộ quyền hợp pháp của thành viên có quyền sử dụng đất trong cùng một hộ gia đình. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu về dự án luật đất đai sửa đổi. Theo Bộ trưởng, nhiều ý kiến đề cập tới nguyên tắc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sổ đỏ. Cụ thể, nhiều đại biểu đồng tình với nội dung của dự thảo luật về việc cá thể hóa quyền của các thành viên có chung quyền sử dụng đất, kể cả đối với đối tượng sử dụng đất là hộ gia đình. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chặt chẽ thì cần quy định rõ về cơ quan có thẩm quyền xác nhận thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất. Cũng có ý kiến đề nghị bỏ quy định thỏa thuận ghi tên của vợ hoặc chồng vì dễ dẫn đến việc tùy nghi trong việc áp dụng, đặc biệt trong một số trường hợp phụ nữ là đối tượng yếu thế. Giải trình nội dung trên, Bộ trưởng cho biết, theo quy định của pháp luật dân sự, các thành viên có chung quyền sử dụng đất, bao gồm cả trường hợp là hộ gia đình sử dụng đất, phải tự thỏa thuận, chịu trách nhiệm xác định quyền sử dụng đất và thực hiện việc đăng ký với cơ quan nhà nước. Căn cứ kết quả tự thỏa thuận của các thành viên, cơ quan nhà nước có trách nhiệm đăng ký ghi nhận và bảo hộ quyền hợp pháp của thành viên có quyền sử dụng đất trong cùng một hộ gia đình. Đây là nội dung mới nhằm cá thể hóa đối với các trường hợp có chung quyền sử dụng đất, tránh tranh chấp, minh bạch quyền tài sản. Liên quan đến ý kiến bảo vệ phụ nữ đối với trường hợp tài sản chung của hai vợ chồng mà có thỏa thuận khi tìm một người, cơ quan soạn thảo xin tiếp thu bổ sung hành vi phân biệt đối xử về giới trong quản lý sử dụng đất là hành vi bị nghiêm cấm vào dự thảo luật. Cơ quan soạn thảo dự luật cho biết, cũng có ý kiến đề nghị giao thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, đồng thời bổ sung thêm thẩm quyền thu hồi sổ đỏ khi bản án của tòa án có hiệu lực pháp lý. Giải trình vấn đề trên, theo Bộ trưởng, để tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, dự thảo luật đã thực hiện cải cách theo hướng tách bạch giữa vai trò cơ quan đại diện chủ sở hữu với cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện cấp sổ đỏ. Quy định này đã loại bỏ các khâu trung gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo đúng tinh thần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Nghị quyết 18. Liên quan đến thẩm quyền thu hồi sổ đỏ, dự thảo luật đã quy định việc thực hiện sau khi có văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, trong đó có tòa án nhân dân các cấp. Do đó, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ như quy định của dự thảo luật. Quý vị thân mến, liên quan tới nội dung về dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được lấy ý kiến, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết đây là dự án luật mọi người rất quan tâm. Trên cương vị mới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết sẽ sát sao chỉ đạo để phát huy được nguồn lực đất đai, tạo ra động lực giải phóng tất cả những vướng mắc liên quan đến nguồn lực này để đưa đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế, đưa đất đai trở thành định hướng phát triển bền vững. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.